Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia testnet dự án Upfire Sub Network để có cơ hội mua IDO token UVFI nha các bạn, chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link dự án đó các bạn, sau đó các bạn connect này các bạn. Các bạn connect với địa chỉ với solet.io của các bạn nha các bạn. Ok. Rồi sau đó nhập password mình vào, bấm unblock. Mở ra bấm continue nha các bạn. Rồi sau khi connect xong thì các bạn đi forget nha các bạn. Các bạn nhấp cái bàn anh cùng. Các bạn bấm vào forget nè. Rồi các bạn claim con USDT và con Sol để mình làm phí ra nha các bạn. Nhấp vào cái hai cái luôn. Ok, đã về được. Rồi tiếp tục các bạn forget đồng Sol luôn các bạn để test nát. Rồi bạn kiểm tra giấy mình các bạn. Vào một hôm nè các bạn. Sau khi các bạn forget xong thì các bạn log ra, các bạn thoát ra vào lại đi các bạn. Mình bắt up lại con nó về chứ bạn. Connect lại coi. Con nó về đồng USDT và cái đồng Sol chưa các bạn. Unlock luôn. Bấm connect lên các bạn. Rồi ok, mình đã về được 100 token USDT bạn, thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng này. Các bạn bấm vào một min nha các bạn. Các bạn swap mắc qua con token UVFI nha các bạn, rồi bấm min nè. Rồi các bạn trở về với Solet.io của các bạn. Đây các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi ta. Rồi bấm approve nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận và đọc trên chút xíu các bạn. Ok, hiện trạng nó xanh confit này là thành công nha các bạn. Đã qua balance mình ở UBFI nè. Hiện tại tính năng farm này chưa mở nha các bạn. Sau này nó sẽ mở, mình sẽ update sau cho các bạn nha các bạn. Farm thì rất là dễ các bạn. Rồi hiện tại tính năng farm này nó sắp ra mắt nha các bạn. Sau này nó ra mắt mình sẽ hướng dẫn các bạn farm nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.